Trong cuốn sách Yêu những điều không hoàn hảo có đoạn: khi bạn xếp một buổi hẹn cho một tuần hoặc một tháng sau, cuối cùng khi đến ngày hẹn, bạn sẽ cảm thấy cuộc gặp gỡ ấy đáng trân trọng như quãng thời gian dài chờ đợi vậy. Giữa thế gian biến hóa từng giây từng phút, nếu bạn mong mỏi chờ đợi để gặp ai đó, giây phút bạn gặp được người ấy sẽ trở nên đặc biệt vô cùng. Tháng 5, năm 2023, bạn thương mến, chúng ta đã đi qua những năm tháng tuổi thơ ngây dại. Chúng ta nỗ lực thật nhiều trong mỗi kỳ thi qua để được gặp nhau dưới mái trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Cuộc gặp gỡ của thanh xuân, của những năm tháng hồn nhiên, trong trẻo, trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng của bạn, của tôi, nơi có cô thầy ân cần như mẹ cha, nơi có bạn bè ríu rít như đám bạn thời ấu thơ, nơi có kỷ niệm đong đầy để nhung nhớ. 3 năm trôi qua tựa như một cơn gió. Bạn có nhớ không, ngày khai giảng đầu tiên dưới mái trường này, không nắp mình trong vòng tay của mẹ như những chú chim non, nhưng cũng chẳng đủ tự tin để cười thật giòn giã. Chỉ có những âu lo, những ngập ngừng, những bối rối và xuyến xao. Tung cửa sổ đón anh mặt trời, lại một ngày mới đã ghé thăm tôi. Hãy ghé lại nào, kìa bay chim ơi. Hãy nở nụ cười, nụ hoa ơi. Thật đáng cuộc đời. Cuộc đời là một hành trình khám phá, chinh phục để trưởng thành. Trên hành trình đó, bạn có thể lựa chọn cho mình những lối đi riêng, những điểm dừng và những đích đến. Chúng mình chọn trạm dừng là trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Và thật may, chúng mình có những người lái tàu tận tâm, tỏ tường, những người thầy, người cô kiên nhẫn, miệt mài trong từng trang giáo án. Chúng mình cũng có những người đồng đội tuyệt vời để chúng mình biết, muốn đi xa thì đi một mình, nhưng muốn đi nhanh, phải đi cùng nhau. Cùng xoay nhìn, nào cùng xem thôi, sẽ thấy cuộc đời tuyệt vời như kính vạn hoa. Thế lại đến hẹn, nắng lại lên trên đường ta giao bước, bên cạnh nhau tìm chân trời mới mà ta đã luôn ao ước. Khó khăn mấy cũng không cần lui, ta cùng nhau vượt qua bần xuôi. Hy vọng những khoảnh khắc gặp nhau chẳng có lần cuối. Phía trước có lắm đắng cay, ta cho nhau cái nắm tay. Tim ta thêm bao sức mạnh, và ta sẽ đứng lên rất nhanh. I know, bà là người sẽ luôn bên tôi. Bầu trời nhiều lúc sẽ cứu đến mấy âm mộ. Cùng nhau xuống tới nắng nắng lên thôi. Có khó khăn gì, thì tôi đã có bạn bè. Giờ hiếm nguyên nào, thì tôi đã có.
giao bước. Bên cạnh nhau tìm chân trời mới mà ta đã luôn ao ước. Khó khăn mấy cũng không cần lui, ta cùng nhau vượt qua bần xuôi. Hy vọng những khoảnh khắc gặp nhau chẳng có lần cuối. Phía trước có lắm đắng cay, ta cho nhau cái nắm tay. Tin ta thêm bao sức mạnh, ta vẫn sẽ đứng lên rất nhanh. I know, bạn là người sẽ luôn bên tôi. Bầu trời nhiều lúc sẽ cao đến mấy âm mưu. Cùng nhau xuống ta nâng nắng lên thôi. Có khó khăn gì thì tôi đã... Mỗi sáng sớm hét nhau ở căng tin, mỗi giờ tan trường vội vã hò hét nhau tập kịch hay ca hát. Những ngày thi mệt mỏi phải đứng đề cương, mỗi thứ sáu trở chương trình phát thanh ca nhạc. Những tình bạn ngỡ tưởng như tri kỷ, những tình yêu chớm nở tuổi học trò, tất cả nhanh thôi sẽ khép lại thành kỷ niệm về thời thanh xuân tươi đẹp, về tháng năm rực rỡ của tôi. Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, ngôi nhà thứ hai của tôi. Rồi mai sau, giữa những lắng lo, vấp ngã của đời, kỷ niệm về mái trường là khoảng trời trong tim tôi đậm sâu và nguyên vẹn. Tiếng thầy cô giảng bài mỗi sớm, bóng ngôi trường ngả xuống lúc hoàng hôn, nụ cười hồn nhiên đuổi bắt khắp hành lang lớp học. Kỷ niệm nhớ nhung nâng đỡ tôi, cất cánh cho tôi bay cao, bay xa, bay mãi. Nhớ một lần cô giáo tôi từng dạy: người vá trời lấp bể, kẻ đắp lũy xây thành. Mình chỉ là chiếc lá, việc của mình là xanh. Cuộc đời thật đẹp, thật dài, và hào quang của mỗi người đều rực rỡ. Chúc cho bạn, cho tôi những tháng năm đẹp tươi, trẻ mãi. Tuổi 18 của tôi, tạm biệt mái trường của tôi, cô thầy của tôi, bạn bè của tôi. Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng của tôi ơi, chào thương mến, đi để trở về. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ở.